nhân chi tính ác, kỳ thiện giả ngụy giả. Kim nhân chi tính, sinh nhi hữu hiếu lợi yên. Thuận thị cố tranh đoạt sinh, thuận thị sinh nhi hữu tật, thuận thị loạn sinh, nhi lễ nghĩa văn lý dòng thừa yên. Chí à, bà. Ừ. Bà lại mang gì cho con nữa vậy bà? Học cái gì thì học, cũng phải lo ăn chứ. Bỏ ăn bỏ ngủ, cái mặt chao dao rồi kìa. À, con xí trai nên lúc nào mà không thấy ghê. Mà bà cũng đâu dư giả gì, cứ cho con hoài, trợ bệnh thiếu đủ sao? Thiếu gì mà thiếu. Sau này đỗ đạt làm quan á, thì trả lại cho già này gấp 10 gấp trăm lần cũng được mà. Bà đầu tư làm chỗ rồi, lần nào con thi cũng rớt, chắc số con á làm tên học trò mặc hạng hoài thôi. Đừng có nói như vậy, không làm thì thôi, đã làm thì phải trì chí, học tài thi vận mà. Nếu như con có tài á thì không lo sau này không dùng tới. Thôi ăn đi, còn nóng đó, ăn cho ấm người. Dạ con cảm ơn bà. Ừ. Trời ơi, con có sao không? Hả? Trời ơi, Từ Chí ơi, con sao vậy? Hả? Từ Chí, con đau lắm hả? Từ Chí ơi, con có sao không? Từ Chí. Từ Chí, con... Nó lại nổi lên nữa hả bà? Hôm nay đúng rồi, con phải cúng thôi. Không tin con phải cúng. Sao con phải cúng? Con không có tin về chuyện ma quái đâu. Con xuống nghỉ ngơi đi. Thừa Chí à, con giống hệt cha con. Phải chi hồi đó cha con chỉ nghe lời mẹ con thì bây giờ cũng đâu có xảy ra chuyện. Đó chỉ là lời đồn. Mai mình lại đi câu nữa hả mình? À, mình đi không? Đi đi, rồi ngồi trên xuồng coi tụi tôi câu cho nó vui. Nhưng mai là rằm mà. Trời ơi, rằm thì sao? Rằm thì trăng sáng, bạn bè tụ tập trên sông thưởng ngoạn thì vui thú biết là bao. Rằm người ta ăn chay, phóng sinh, thả chim thả cá. Mà nhất là mình, mình sắp có con nữa. Mình đi câu sát sinh, tôi sợ là không có nên mình à. Lỡ con mình sinh ra có gì. Bậy bạ này. Mình nói vậy rồi không lẽ những người mà câu cá chài lưới trên sông người ta đem bỏ hết à? Không đi thì thôi, đừng có nói ra mất vui à. Thì tôi lo cho con nên nói vậy thôi. Chứ mình làm việc gì để nước cho con á thì mình cứ làm. Nhà mình phát chẩn bố thí định kỳ, ăn ở đàng hoàng, chẳng có gì mà phải sợ thất đức cho con hết á. Bà không đi á thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng tới con. Bà nhớ giữ sức khỏe à. Rồi thì cha con vẫn đi câu cá. Lần đó cha con có vẻ vui lắm, đem về biết bao nhiêu là cá. Nhưng mà trong đó có một con cá màu đen thùi, nhìn rất lạ. Mẹ con vừa nhìn thấy nó thì đã ngất xỉu tại chỗ. Cha con cho làm cá đại tiệc bạn bè linh đình. Kể từ đó gia đình con đi xuống rất lẹ, làm ăn lụng bại. Cha con giống như trở thành một người khác, lúc nào cũng cáu gắt hoát nạt, rồi rốt cuộc phát điên mà chết. Mẹ con kể từ đó cũng suy sụp, mà ngày sanh cũng đã gần tới rồi. Ráng lên chị, sắp được rồi, ráng lên, chút xíu nữa, ráng lên chị, sắp được rồi, ráng lên chị, sắp được rồi. Được rồi. Mm-hmm.
xem nè. Không, chị nghỉ ngơi đi, không có sao. Đưa con cho ta xem. Dạ, dạ. Vết bớt trên mặt con giống hệt vậy của con cá màu đen xui xẻo đó. Vì chuyện đó mà mẹ con, mẹ con mất cách đó vài ngày vì quá sợ. Con cá đó nhất định là con cá tinh. Con chắc chắn là bị nó ám rồi. Cứ cho là nó đúng đi, thì cũng làm sao được nữa. Rầm nào bà cũng thay mẹ con cũng giải hạn cho con, nhưng mà có thấy ăn thua gì đâu. Ừ, thôi con vô nằm nghỉ ngơi đi. Bà nấu cho con tô cháo khác. Con nhớ khỏe rồi hãy học tiếp nghe, để đau đầu đó. Lại mới được chứ. Không cần biết ta lại. Muốn quá giải lời nguyền, thi đậu, làm ăn khấm khá thì chỉ có cách đền mạng. Còn nữa, trả mạng rồi, vết bớt trên mặt cũng mất đi. Bằng không thì suốt đời ngươi sẽ chịu khổ sở đau đớn. Nhưng ngươi hãy cho ta biết ta phải làm gì. Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Đừng hại ta. Ủa, Thừa Chí, sao mấy nay ông nghỉ học vậy? Thì cũng có việc nhà đó mà. Ông một thân một mình mà việc nhà cái gì? Ê, ê. Ê. Ê, nói em. Người đâu mà đẹp như hoa như ngọc. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Chạy đi đâu, chạy đi đâu? Chẳng mấy khi được gặp nàng ở nơi thanh vắng này, ta có thể cùng nàng đi ngắm cảnh, cùng chuyện vãng. Chết nổi, thiếp mang tiếng con nhà gia thế mà đi với công tử tới nơi thanh vắng, e là thiên hạ đàm tiếu không hay. À, vậy thì nàng muốn đi đâu? Ta đi theo nàng. Dạ, chỉ là chuyện đàn bà con gái, không tiện làm phiền công tử, xin hẹn lần sau. Đi khoan. Hình như nàng có ý muốn né ta thì phải. Sao lại có chuyện đó? Chỉ vì tôi thực sự đang có chuyện riêng. Vậy thôi, ta không có ép, nhưng mà chắc chắn ta sẽ tới nhà thăm nàng. Cha tôi với bên nhà là chỗ thân tình, cha tôi sẽ vui mừng khi đón tiếp công tử. Xin cáo từ. Mời thầy xem giùm con. Tin mừng, tin mừng. Tin mừng,
Gì vậy thầy? Nhà sắp có hỷ sự, có duyên lành đó. Mà duyên với người rất là đặc biệt, không phải là người thường đâu. Rất đặc biệt, không phải người thường. Không lẽ là quái nhân thầy? Cái gì? Ta không nói như vậy. Không phải là quái nhân, ý ta là thiên cơ bất khả lộ. Đừng có hỏi nữa nha. Xin lỗi nha. Quẻ bói sai, thầy nói mình sẽ gặp duyên lành, một người đặc biệt. Vậy mà không thấy chàng đâu hết, chỉ có tên Mạc Tân đó cứ tới ám. Không biết làm sao để cha hiểu hắn là người không tốt nữa. Lại là chàng giúp thiếp. Chàng tên gì? Tôi là học trò nghèo, mồ côi cha mẹ ở cuối xóm á. Tôi tên là Thừa Chí. Thừa Chí, cảm ơn chàng. Không có gì. Bờ nước trơn trượt, xin nàng hãy cẩn thận bước chân. Dạ. Ta xin phép. Ta đi nha. Là vô tình hay là hữu ý mà cả hai lần chàng đều nhặt đồ giùm ta? Không lẽ chàng là người quẻ bói nói tới? Dạ, thưa cha, con mới về. Dạ, thôi cha, cho con xin phép vô trong. Ý khoan, nàng nén lại một chút, tới lui cũng đã lâu. Ngày hôm nay, ta chính thức xin cha nàng được có ngày giảm ngõ. Xin chàng tìm mối khác. Thiếp còn chưa tới tuổi, chưa muốn nghĩ đến chuyện trăm năm đâu ạ. Đó là do nàng e lệ mà thôi. Ta biết có biết bao nhiêu mối đến giảm ngõ. Nếu nàng không chê, chú của ta là quan thống đốc, cùng với cha mẹ của ta sẽ mang lễ vật lên đình để xứng đáng với nàng. Cha, xin cha nói cho chàng hiểu. Thật vinh hạnh cho gia đình tôi được công tử ghé mắt tới. Nếu chỉ có mình công tử thôi thì cha già con mọn chúng tôi
sẽ vô cùng hoan hỷ mà đón duyên lành. Nhưng ngặt nổi cũng còn nhiều mối khác đang muốn giảm ngỏ. Nếu mà tôi ưu ái riêng mình công tử thì mất lòng mấy mối kia, như vậy thì thiệt là không công bằng. Vậy ông tính sao ạ? Chuyện này thì tôi đã nghĩ rồi. Để ai cũng như ai thì tôi sẽ treo bản kén rễ. Anh nào tài giỏi nhất sẽ được kết duyên cùng con gái tôi. Treo bản kén rễ? Thôi được, chắc chắn con là thí sinh đầu tiên đến ứng thí. Chào ông con về. Chào nàng ta về. Cha, con không muốn. Hắn không phải là người tốt. Con không thấy là cha đang muốn giúp con sao? Thủng thẳng rồi mình sẽ tìm cách chọn ra người xứng đáng với con. Con không cần người xứng đáng, con chỉ cần người đúng duyên phận. Sao hả bà? Chàng... Tôi bảo với nó bên nhà có kén rễ, thế nó cũng muốn lắm, mà coi bộ nó không muốn đi. Chàng không chịu ứng thí sao bà? Nó nói phận nó thấp hèn, tài cán gì đâu mà thi thố. Giả sử có thắng người ta, nghèo rớt mồng tơi thì lấy cái gì mà nuôi vợ con? Mà cô thì sang cả vậy nè. Con thực sự muốn chàng ứng thí, nhưng nếu ý chàng đã quyết, con cũng không còn cách nào. Chắc không phải là duyên phận. Thôi con chào bà. Cảm ơn bà. Cha vừa mới treo bảng, đã có rất nhiều mối đến xin thi. Cha đã lọc được ba chàng xuất sắc nhất. Một tên là Dược Lưu, có nghề thầy thuốc, có tài cải tử hoàn sinh. Người thứ hai là Thiện Nghệ, có tài bắn cung, bách phát bách trúng. Còn người thứ ba là Mạc Tân. Tên họ Mạc này chắc chắn sẽ bị loại. Dạ cha. Cha đã tìm cách giúp con, mà sao cha thấy con có vẻ không vui vậy? Con cảm ơn cha. Từ nay con không còn kỳ vọng gì nữa. Ý trời sắp xếp tới đâu, con xin thuận theo tới đó. Trước tiên ta sẽ thử tài bắn cung. Dạ lão bá, con xin lãnh ý. Được rồi, chắc ai cũng nhìn thấy chiếc lá vàng trên ngọn cây cao nhất chứ. Là lá nào vậy lão bá? Trên ngọn cao nhất đó. Ủa, mà lá nào bắn trúng chiếc lá đó đích thị là tài bắn cung không ai bằng. Dạ, con xin được phép bắt đầu. Bắn được không? Mở mắt to mà xem. Thấy rõ chưa? Hay quá. Quả là thiên xạ, thiên hạ hiếm ai bằng. Đa tạ ông. Tốt, tốt lắm. Bây giờ ta thử qua nghề thuốc. Con đã sẵn sàng, xin ông ra thử thách. Ông lão này bị bệnh nan y, nằm một chỗ đã lâu lắm rồi. Nếu anh có tài chữa bệnh, xin hãy ra tay cứu giúp. Dạ, xin phép ông cho con được xem qua. Ừ.
Dạ thưa ông, loại bệnh này con sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ cần con sắc thuốc để cho ông lão uống thì chắc chắn ông lão sẽ tỉnh dậy. Ủa, vậy uống bao nhiêu thang thuốc mới hết? Chỉ cần một thang thôi. Nói dốc, bệnh sắp chết tới nơi rồi, nằm chèo queo như vậy kìa, làm gì mà cứu sống nổi. Người ta đã nói một thang thì chờ một thang coi sao. Chứ gì đã nói người ta nói dốc lần sau. Ủa, ai nói chuyện với nhà ngươi? Ủa, ta nói chuyện ai với nhà ngươi hả? Ai nói chuyện với nhà ngươi? Ta nói chuyện trời với nhà ngươi hả? Ơi, tụi nó bắn cái cung dính vô chiếc lá rồi nó rớt xuống rồi lên mặt nha. Nè, cái đó người ta thường gọi là chó táp phải rùa. Muốn thử lại không? Không. Ê, không khỏe. Thôi thôi, đây là chỗ người bệnh, không nên đôi co. Dược Lưu, anh cứ đi hái thuốc, ta sẽ chờ ở đây. Dạ. Ý... Đây là đâu? Đây là nhà của tôi. Tôi đã đem ông về đây rồi mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho ông. Thiệt là hay quá, ông đã tính rồi. Nhà của ta có vàng bạc châu báu đủ thứ luôn, không thiếu cái thứ gì hết. Chỉ cần đem tiền mua danh y nè, rồi mua thiện xả về bắn chơi chữa trị chơi có gì đâu. Anh nói là nhà anh không thiếu một thứ gì. Dạ. Nhưng nếu trong nhà anh có một thứ gì của gia truyền mà trên 100 năm tuổi thì mới gọi là quý hiếm. 100 năm tuổi? Dễ ẹt. Đẹp quá. Mới được thấy luôn. Dạ thưa cha, cái bình cổ này 200 tuổi hơn rồi, được quan đầu triều ban tặng cho gia đình của con. Quả thật là đến lúc này ta rất khó nghĩ. Cả ba chàng đều tài giỏi, nhưng mà ngặt nổi, ta chỉ có một đứa con gái. Nếu bắt ta đưa ra quyết định tức thời, ta e là không chính xác. Nên ta tính vậy, hẹn 3 ngày nữa các anh quay trở lại, ta sẽ đưa ra quyết định. Dạ. Dạ thưa cha. Dạ thưa cha. Có gì nói lại đi. Con mong cha sáng suốt lại, không có dễ để cho mặt tân này đem cái bình cổ quý 200 năm tuổi hơn đem qua đây đâu. Chỉ có một trang giấy à, mà từ sáng tới giờ vẫn còn nguyên. Như ta là ta đã chạy tới đó để xin thi thố rồi. Con có tài trí gì đâu mà thi với thố. Ta không biết, chỉ biết thi á, mà giám khảo đi kiếm thí sinh á để đốc thi. Còn thí sinh á cứ ngồi đó mà nhấp nhổm học không vô. Là ý tình gặp nhau rồi, vậy á mà bỏ lơ, uổng à. Mày kiếm thêm một thằng, làm cho nó nhanh gọn lẹ làng cho tao. Còn mày nên nhớ, đừng để cho người ta biết mày là thuộc hạ của tao. Đòi bao nhiêu công tử? 1000 lượng vàng. Xong chuyện, thằng kia phải biến cho tao. Còn mày á, phải lánh xa xứ này khoảng một thời gian, không là đổ bể, mày hiểu không? Chừng nào ra tay, công tử cứ báo. Tao sẽ dương đông kích tây, cho cái lão phú hộ này khó đường mà lận. Nàng á, thường đi dạo ngoài lòng suối, mày làm ở đó dễ hơn. Dạ biết rồi công tử. Đi. Dạ. Cả ba chàng đó đều tài giỏi giàu sang, vậy sao lòng ta cứ như gỗ đá? Nếu là duyên phận, ta phải vui sướng, hân hoan lắm mới phải.
là chút lòng thành, con xin dâng lên nhạc phụ. Cái này ta... Cha, sau này con với cha là người một nhà. Cha, sau này cũng là cha của con. Đó, cha nhận đi, đừng có ngại. Anh làm như vậy, ta cũng ngại quá. Làm sao mà ta dám nhận? Ta cũng đang cân nhắc, còn hai người nữa lận. Cha ơi, con cũng không biết làm sao á mà cha lại băn khoăn chi. Nếu mà con là cha đó hả, con quyết định một cái gụp. Cha nghĩ đi, gia tài của con đó hả, mua đủ hàng tá cung thủ luôn. Đó, mỗi ngày á, con cho 10 cung thủ về, bắn lá gụng xuống á, cho cha ngồi chơi. Đó, cha mà có đau bệnh tật gì, yếu sắp chết á. Cái gì? Không, ý con nói á, là cha bệnh nặng quá, đi không nổi cái kêu. Danny ơi, tới khám cho cha ta. Ta cũng biết như vậy, nhưng vì ta đã treo bản thi hẳn hồi, đâu thể ưu ái riêng mình anh được. Thì con nói như vậy đó, con nghĩ cha sáng suốt mà. Chuyện này ta cũng chưa bàn thảo gì với Thanh Thanh cả. Sao vậy cha? Cha là cha, còn nàng là con. Người ta có câu, áo mặc làm sao qua khỏi đầu. Cha mà đã quyết, làm sao mà nàng cãi được, đúng không cha? Cha ơi, nãy giờ vô đây ngồi nói chuyện với cha, mà con nhìn ngó nãy giờ, nàng đâu rồi cha? Ông ơi, có chuyện gì? Chị thường bị bắt cóc rồi ông ơi. Cái gì? Bắt cóc à? Dạ bắt cóc. Kẻ nào bắt cóc con ta? Tụi thằng Khấu bắt tiểu thư, nó đòi 1.000 lượng. Nếu không á, chúng làm hại tiểu thư đó. 1.000 lượng? Dạ. Canh giờ nữa, người nhà mày không đem tiền tới chuộc á, thì tao sẽ giết mày, quăng mày xuống suối, biết không? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với mấy anh đâu. Im đi. Thả tôi ra đi. Tôi xin mấy anh thả tôi ra đi. Cha tôi sẽ cho tiền mấy anh mà. Dạ thưa cha, chuyện này dễ lắm. Tụi nó đòi 1.000 lượng, thì chung đủ cho tụi nó 1.000 lượng. Cha không cần phải lo chuyện này, để con lo. Khi mà chung đủ 1.000 lượng thì con sẽ đem nàng về. Xê đó. Quý. Dạ thưa cha, tại sao phải tốn hao vô ích vậy cha? Với tài nghệ của con tin sẽ đưa nàng về, không tốn một cách thưa cha. Né ra đi. Dạ thưa cha, nếu mà dễ ăn như vậy thì bọn chúng sẽ giam nàng lại và đòi tiền thêm. Trong khi đó tụi con đang thi thố với nhau, nếu mà mang ơn một người nào đó thì kỳ lắm thưa cha. Giang ra đi. Bây giờ nha, tính mạng của nàng quan trọng hay là sĩ diện của mấy người quan trọng? Dạ thưa cha, mong cha suy xét lại thưa cha. Nói dư lời, tính mạng của nàng quan trọng là đúng rồi. Nhưng mà thưa cha, con thấy cái tên này đang lợi dụng chuyện đó để mưu cầu riêng cho mình đó thưa cha. Mưu cầu gì? Lợi dụng ai? Chắc chắn là ông đang lợi dụng chuyện đó để mưu cầu riêng ai cho lợi dụng? Ông. Ừ. Ôi, muốn quấn đâu? Hai ông hãy bình tĩnh đi, trước mặt cha sao lại sổ sàng như vậy chứ? Dạ thưa cha, con có ý kiến như vậy. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau kéo tới đó. Người có tiền thì mang tiền, người có sức thì mang sức, người có mưu thì mang mưu. Nếu như mà chúng ta không tốn kém gì cứu được nàng thì càng tốt. Đúng rồi đó cha. Cha thấy sao? Ê, nàng kìa. Bây giờ bên chồng tiền qua chút nàng về đi. Khoan đã. Dạ thưa nhạc phụ, với tài nghệ bắn cung của con nghĩ chỉ cần một tên thôi là bắn được hai thằng đó. Để cho con nha cha. Cái ông này ông bị gì vậy? Ông bị điên hả? Ông lấy cái cung ông bắn qua bệnh rồi chúng nàng sao? Thôi bây giờ chúng ta phải dùng mưu. Bây giờ một người ra giả vờ thương lượng, những người còn lại đi bọc đường sau đánh úp. Từ từ, việc luôn nói đúng đó, cứ để ta thường lượng đã. Thôi kệ đi nhạc phụ, bắn đi. Con ơi, cứu nàng, cứu nàng.
đi. Có ai? Cứu con ta. Cứu con ta. Dạ, con biết bắn chứ không biết bơi. Cha, con biết bơi mà con sợ lạnh. Cứu tôi. Con sẽ cứu nạn, nhưng đợi con học bơi trước đã. Dạ, để con học bơi. Cứu nàng lên. Nàng ơi, nương tử của ta ơi, cha ơi, cha giờ nàng đi mời đi. Nàng nhắm mắt đi giờ sao cha? Làm sao? Nàng sao cha? Cha đấy. Đứng dậy, nương tử ơi. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi mà. Nương tử. Đứng dậy đi con, cho thầy lắng. Đứng dậy đi con. Cứu nàng đi. Bây giờ làm sao? Con của ta. Tỉnh lại đi mà. Nàng ơi, đi con ơi, nàng đang tìm cách thuốc cho nàng, thuốc ơi. Trời ơi, giờ sao nàng nhắm mắt rồi kìa. Đi con, sao đi thầy lãng? Con của ta, ngươi. Sao rồi, con của ta làm sao? Đưa nàng về nhà trước đã. Sao nương tử của ta vẫn chưa tỉnh? Ngươi cho nương tử của ta uống cái gì vậy? Sao ngươi nói hay lắm mà. Bình tĩnh đi, từ từ nàng mới tỉnh được chứ. Ê, nhúc nhích rồi kìa. Ê, Thanh. Thanh nhúc nhích rồi kìa. Phải rồi, nàng sắp tỉnh rồi. Thanh ơi. Nương tử. Con. Nương tử tỉnh dậy đi nương tử. Con ơi, con tỉnh rồi hả? Trời, mở rồi kìa. Mở mắt rồi. Nàng ơi, con ta tỉnh rồi. Con ta tỉnh rồi. Tỉnh ta. Ngồi dậy đi con. Dậy ra. Đây là đâu? Đây là nhà mình. Con đừng có sợ nữa. Chàng đâu rồi cha? Chàng nào? Dạ, là người cứu con. Là ta nè. Ta đã cứu nàng. Ta đã chuẩn bị vòng vàng châu báu đầy đủ để chuộc nàng lại. Ai dè cái tên này nè, háo thắng quá. Rồi bắn hai cái tụ kia phát hiện được. Rồi sau người ta phát hiện, người ta bỏ chạy, rồi nàng té xuống nước. Người đó chính nhờ ta bắn hai cái tên kia làm bọn chúng kinh hãi bỏ chạy. Trời ơi, nếu mà bọn chúng còn ở đó là còn hại nàng nhiều hơn nữa. Người đó là tại ngươi á. Nhà ngươi đó. Nhà ngươi. Hai người bớt sổ sàng lại đi. Tất cả là nhờ ta. Nếu mà không có thần dược của ta thì làm sao nàng có thể tỉnh lại được. Nhạc phụ, con nghĩ người nên gả nàng cho con. Thôi em đi. Nếu như ta không bàn cách để cứu nàng, rồi xác đâu để cho nhà ngươi cứu. Ta không đuổi bọn kia, còn đứng đây cãi à? Cãi cái gì? Thôi. Ta không có ta nên tự của ta. Dạ. Ta xin các anh. Con của ta mới vừa tỉnh lại mà. Cha ơi, con nhức đầu quá, con muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng cứ nghỉ ngơi đi. Mà nếu như cha với nàng mà không nói ra một chữ nào để chọn ai, thì bây giờ lên quan đi. Lên quan thì lên quan, sợ gì? Vậy cũng được. Thật sự là bây giờ ta cũng đang rối quá rồi. Con ta cũng còn chưa khỏe hẳn. Hẹn gặp các anh ở cửa quan. Dạ, chào nhạc phụ con về. Nhạc phụ của ai? Nhạc phụ của ta. Cha, người mà nhảy xuống cứu con, chàng đâu rồi? Con hỏi ta mới nhớ. Mãi lo cho con, ta cũng quên hỏi tên tuổi người ấy. Quay qua quay lại, mất tiêu à. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng bậy quá. Chào quan lớn, ông biết ta là ai chứ? Công tử nhà quan lớn, sao bữa nay quá bộ tới cái huyện quèn này vậy? Tôi đang ứng thí cưới con gái của lão phú hộ, tự nhiên lòi ra hai thằng nghèo mạt hạng. Tôi mệt lắm rồi. Ông cứ xử cho tụi nó biến hết, rồi ông sẽ không hối hận. Khó là ở chỗ ai cũng có cái lý của mình. Vậy ông nên nghĩ, ông có cần cái lý của ông không?
ông sẽ được thăng chức. Còn nếu không, hậu quả ra sao, ông suy nghĩ đi. Ta sẽ xem xét việc này thật thấu đáo. Công tử. Chào quan. Chào ba. Ông là ai mà ngày nào cũng lòng vòng kiếm gì ở đây vậy? À, thật chẳng giấu gì bà, tôi đang đi tìm hiểu về vụ bắt cóc tiểu thư hôm trước. Nghe nói trong vụ đó có một người nhảy xuống nước vớt cô gái đó lên, nhưng không ai tìm ra tung tích. Hàng xóm của tôi chứ ai, tôi kêu nhận đi nhất định không chịu nhận. Cũng mê đắm lòng người lắm, mới nhảy xuống sông cứu người ta đó. Vì không biết bơi nhưng muốn cứu Thanh Thanh nên Thừa Chí mới đuối sức, do vậy mới bị bệnh nằm ở nhà đó. Tôi phải vô trong rừng hái thuốc sắc cho cậu ta uống đây nè. Vậy tốt quá, bà có thể kể đầu đuôi sự việc cho tôi biết được không? Hai bên đều cảm mến nhau mà không tới với nhau được. Một đàn muốn tới á thì không chịu tới, còn một đàn á thì ngày nào cũng tới để mà trông ngóng đợi chờ. Đã cứu sống nhau mà không chịu gọi là duyên số là làm sao? Ủa, cái tên khốn đó táo ôm này làm gì vô đây được hả? Chàng chính là người bữa đó nhảy xuống cứu tôi. Công tử quên mặt rồi sao? Không nhớ. Quan Nguyễn Thanh Đường. Ra rồi kìa. Hạ nhân xin bái kiến thượng quan. Được, biện lễ. Sau khi điều nghiên sự thể từ đầu, ta thấy rằng trong việc cứu cô gái này, cả ba người đều có công lao ngang nhau, thiếu một người thì gì cũng khó thành. Vậy rốt cuộc là chọn ai thắng ai thua hả? Phải có người thắng chứ. Đó là nói chung. Còn phân định vai trò từng người thì ta thấy như thầy thuốc ở đây, anh không thể kể công cái kiểu đó được. Không phải cứ chữa lành cho một cô gái là phải đòi lấy người ta làm vợ. Cứu người là thiên chức của thầy thuốc. Đúng rồi. Người mà được anh cứu sống thì phải coi anh như là ân nhân, chứ không được phép ép người ta làm vợ. Chưa kể nghe đâu bữa đó có tới hai người thập tử nhất sinh, nhưng anh chỉ cứu cô gái này. Quang nói đúng đó Quang, con nghĩ vậy là chí lý. Còn anh Hiền Nghệ. Dạ dạ có con. Việc anh bắn một phát cung trúng tên bắt cóc chỉ mang tính trả thù chứ không mang tính cứu mạng. Vì nếu không ai nhảy xuống cứu thì nàng đã mất mạng rồi. Cô gái cũng chỉ nên coi anh là ân nhân, chứ không thể ép người ta lấy mình coi như là duyên phận. Dạ thưa quan, càng nghe thấy quan nói nhiều á, càng nhiều đi á thì con thấy quan á có nghề hơn đúng không? Còn công tử Mạc Tân. Dạ. Công tử nhiều tiền lắm của, nhưng không tự tay làm bất cứ điều gì. Thử hỏi trước sự sống chết, tiền bạc có đó cũng làm được cái gì không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ủa sao ông nói vậy là sao? Cho nên xét lẽ nào á thì cả ba người đều không phải là duyên nợ. Riêng chàng trai này, Thừa Chí. Dạ. Anh không biết bơi lại liều mình lao xuống nước sâu suýt mất mạng để cứu người, đó mới là sẵn lòng hy sinh tánh mạng vì nhau. Hai người họ kết duyên mới là hợp lẽ. Cái gì? Hai người đúng cái gì? Nè, cái tên cậu quan mặt hạng kia, ông biết ông chơi xấu ta hậu quả của ông như thế nào không? Ông chờ đó. Đứng lại. Đứng lại cái gì? Ta vốn không muốn làm lớn chuyện,
nhưng chính ngươi là kẻ gây sự. Tại sao? Lính. Và bẩm quan lớn, tôi thấy xử như vậy là thấu tình đạt lý rồi. Dù sao các công tử ở đây cũng vì muốn lấy con gái tôi làm vợ. Thưa quan, không nhất thiết phải bắt người đâu à. Ta cũng nghĩ như vậy, cho tới khi bắt được bọn thảo khấu giả dạng. Mạc Tân, có cần ta giải thuộc hạ của ngươi vô đây đối chất hay không? Ông, tình cờ trong lúc ta đi dạo bờ hồ Điều Nghiên, lúc ghé quán bên đường, ta gặp một anh bạn vui tánh. Ta đãi hắn một chầu, rượu vào lời ra. Nhờ vậy ta mới biết công tử đây vì nóng lòng muốn chiếm người ngọc nên mới bày mưu tính kế anh hùng cứu mỹ nhân, tự ra giá ngàn lượng rồi tự trả cho mình. Ta nói như vậy có đúng không? À, thiết nghĩ trẻ người non dạ, cư xử ích kỷ nhưng chưa hại ai nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ta muốn răn đe riêng. Nay lại hỗn láo cây quyền hách dịch nên phải giam lại chờ ngày xét xử. Lính. Dạ. Bắt hắn lại cho ta. Dạ ông giám. Đi. Đi qua mặt hàng này không nhớ đó. Dạ lại. Mày buông ra. Buông ra. Đừng làm mày. Anh mày buông ra. Buông ra. Bãi đường. Xin đa tạ thượng quan. Giờ sao? Vậy, giờ sao? Ai biết sao đâu. Giờ sao? Thôi thôi thôi, về hết đi. Chàng ơi, đợi tiếp với. Chàng ơi, tại sao chàng lại tránh thiếp? Từ bữa tỉnh lại, thiếp đã tới đó đợi chàng, lại còn nhờ bà hàng xóm nhắn chàng. Trên đời này ta không muốn gặp ai bằng nàng, nhưng mà nàng thấy đó, gia cảnh ta bần hàn, làm sao ta cho nàng cuộc đời nhung lụa được. Thiếp không cần nhung lụa. Từ sau hai lần chàng nhặt khăn và giày cho thiếp, thiếp nghĩ mình có duyên phận. Giờ thiếp nợ chàng một mạng. Đúng thật là trời ban ta với nhau rồi. Con gái ta đã nói như vậy, ngươi còn muốn tìm cách thái thoát hay sao? Dạ bẩm ông, con... Thôi. Ý con đã quyết, cha cũng không có cản con. Nhưng với một điều kiện là anh chàng này phải học hành đỗ đạt thành người cho xứng với con. Nếu không thì lúc đó đừng trách ta là chia uyên rẻ thúy, nghe không? Dạ bẩm ông, con sẽ cố gắng hết sức. Đây, tường kia, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. Ơn đền quán trả, nợ cũ coi như đã xong. Từ nay giận người đã thông, hãy chí thú mà làm ăn. Mạng đền mạng. Tôi chết rồi sao? Thành Thành chính là cá tinh năm xưa đầu thai. Ngươi liều mạng cứu nàng, tức là đã trả xong nợ cũ, giải thoát được lời nguyền. Thì ra chỉ là giấc mơ. Cùng Thanh Thanh kết duyên chồng vợ,
gây dựng lại sản nghiệp của cha mẹ thừa chí trước đây. Ngày rằm phóng sinh phát trận, vui đời phúc đức hành thiện. Vết thương đã bị mất rồi. Xin đa tạ, xin đa tạ. Thấy cậu còn chấm không chị cậu? Nhìn bề ngoài rất hợp ý của ta, da trắng, tóc dài. Nhưng nè, còn điều quan trọng nữa là phải hợp tuổi mới được. Chuyện này dễ thôi, con sẽ lo ngay vụ này cho cậu. Đây. Hỏi cưới cô Lan con bà Lý làm thứ thất sao? Đúng như vậy, tôi bị quá đã lâu rồi, thấy cô ta tôi cũng động lòng, cho nên muốn bước thêm bước nữa. Cậu thiệt là khéo nha. Cô Lan á tuy mồ côi cha nhưng rất xinh đẹp, nhất cái làng này đó, vừa nết na nhanh nhẹn khéo léo. Nhưng có một điều là không biết mẹ cô ta có đồng ý hay không. Bà đừng lo bất cứ chuyện gì nữa hết. Riêng 50 lượng á mà nhà cô ta thiếu bá họ Hào và mụ Trần, tôi sẽ trả hết. Và cho thêm 50 lượng nữa nếu như cưới được cô ta. Trời, vậy sao? Vậy là nhà bà ta được 100 lượng. Đúng. Nhưng tôi đâu có biết thân thế gốc gác của cậu ở đâu mà tôi nói cho đàn gái biết. Đây, 10 lượng đó là của bà. 10 lượng? Ừ. Của tôi? Ừ. Trời, cảm ơn cậu nghe. 3 ngày sau, nếu như được đặt hỏi, tôi sẽ đưa trước một nửa. Còn một nửa, sau khi rước dâu, tôi sẽ đưa hết. Cảm ơn cậu nha. Cậu thiệt là hào phóng. Cảm Chúng ơn tôi cậu đi. Nghe. Dạ. Vậy mình có được 10 lượng rồi. Hay quá. Bà, đây là dịp mai hiếm có rồi bà. Tôi nói á, thân gái nó 12 bên nước mà tôi nói con Lan á, nó vậy là nó có phước lắm rồi đó. Tôi nói á, tôi nghe đàn trai nói á, mà tôi tưởng như tôi đang nằm mơ. Mà không biết á, có lộn với tiểu thơ nhà nào không á. Bà ơi, 100 lượng bạc á nha bà, chứ đâu phải ít đâu. Nè, tôi nói cho bà nghe. Rồi bây giờ bà trả nợ 50 lạng. Còn 50 lạng, lúc đó bà tha hồ, bà xây nhà nè, bà mua ruộng đất nè, bà thuê người làm nè. Trời ơi, còn gì bằng nữa bà. Bà chịu đi bà. Bà nói nó chịu đi bà. Nha.
bà à. Chuyện trăm năm là chuyện đại sự. Tôi không thể để con tôi nhắm mắt đưa chân như vậy. Với lại tôi nghe nói người ta ở xa lắm. Con à, mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. 2 ngày nữa mình phải trả nợ cho người ta. Rồi con không muốn mẹ phải vất vả vì tuổi xế chiều. Con là con gái, sau gì con cũng phải đi lấy chồng. Thì bây giờ mình có mối tốt, mình lại có tiền để trả nợ nữa. Mẹ ơi, mẹ hãy để cho con làm tròn chữ hiếu nha mẹ. Vậy là bà với cô đồng ý rồi ha. Vậy 3 ngày nữa người ta lại đặt lễ. Vậy lúc đó tha hồ mà cô tìm hiểu nha cô. Vậy tôi xin phép bà tôi về nghe. Về nha con. Mẹ ơi, đàn trai tới rồi. Dạ chào. Chàng ơi, kiếp trước chàng đi thượng lộ bình an, kiếp mong thương chàng nhiều lắm. Chàng yên tâm đi, ta thu xếp công việc xong sẽ quay về nước. Chẳng lẽ nói vậy rồi con đi thiệt sao? Mẹ à, con đi thăm vị hôn phu của con. Mẹ làm gì mà lo dữ vậy? Con không biết đường xá, lỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ yên tâm, con đã có cách. Vậy thì con phải ráng nha. Cẩn thận đó, đi sớm về sớm nghe chưa? Dạ, thưa mẹ con đi. Ừ.
dấu đậu rồi ta. Thấy âm mưu và huyền bí quá nhờ. Có ai trong đó không? Có ai trong đó không? Như có ai đang tới. Đúng rồi đó chị. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn. Làm ơn với. Cắm miệng lại, ồn ào quá, muốn ăn đòn không? Thả tôi ra. Thả tôi ra đi, tôi hứa là sẽ không nói với ai hết. Các người may mắn lắm mới được ta đưa về đây làm nương tử, sao cùng khóc la sùm. Cầm mồm hết đi. Nói lão, tôi đã dùng lời lẽ xảo trá và của cải để dụ chúng tôi. Người nói cưới ta về để làm vợ, thì sao không dắt chúng ta về nhà mà lại đưa chúng ta vô đây? Khi vô đây chúng ta mới biết được bộ mặt thật của người. Người là pháp sư bệnh hoạn, yêu ma quỷ quái. Chị ơi, bọn chúng bắt chúng ta về lấy máu của trinh nữ đó chị. Rồi không biết bọn chúng sẽ làm gì mình nữa. Nè, ta sẽ nói cho các ngươi biết, sẽ có một người thứ ba, sẽ có một nương tử thứ ba sẽ xuất hiện ở đây nữa. Tới lúc đó ta sẽ cho ba nhà ngươi chết một cách nhẹ nhàng và tội nguyện. Cậu chủ, cậu chủ, đó có phải là thuốc trường sinh bất tử không? Đúng, đó là thuốc trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ thành công. Thứ ta cần là máu của trinh nữ. Ta sắp có rồi. Ta sắp có rồi. Im hết đi. Ngươi và ngươi nữa, điều ta cần khi ta mang nương tử thứ ba của ta về đây, ta muốn nhà ngươi giữ câm miệng hai ả này lại, không được cho hai ả này náo loạn. Như vậy nương tử của ta sẽ sợ hãi. Ta không muốn như vậy. Ta không muốn như vậy. Ta muốn lúc ta lấy máu của nàng, nàng phải thật thoải mái, phải
Còn chút chút hết rồi. Con đã nói cậu chủ giết hết bọn chúng mà cậu chủ không chịu. Ngươi làm gì mà hỗn loạn lên vậy? Chúng có thể đi đâu được? Ngoài ta ra, nếu như ta không dẫn đường thì không một ai có thể thoát khỏi khu rừng này hết. Rồi chúng sẽ quay lại đây lại lục ta, gian sinh ta, nếu như không muốn làm mồi cho thú dữ. Dạ, con quên, mê lộ của cậu chủ là cao siêu rồi, làm gì bọn chúng tìm được lối ra. Ngươi hãy sai người ra chặn tất cả các ngã rừng, bắt hai con ả đó về đây cho ta. Dạ, tuân lệnh. Khoan, còn ngươi, ngươi hãy chuẩn bị xiêm y cho thật đẹp, cùng với tất cả các sính lễ mà ta cần, chuẩn bị cho thật chu đáo. Ta muốn về làng rước nương tử của ta cho đúng hẹn. Rõ chưa? Dạ, tuân lệnh. Các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Hóa ra là tỷ đi theo những cây đậu mọc thành hàng này đó hả? Ừ. À, tỷ thông minh thiệt luôn á. Tỷ dùng cách này để đánh dấu đường đi đó hả? Là do ta nghi ngờ vị hôn phu của mình, cho nên ta đã bỏ đậu vô túi nải của hắn, rồi trên đường nằm rơi xuống để tìm dấu vết. Nào ngờ hình như có tiếng người. Đi theo đường này nhanh lên. Nào, nhanh đi, nhanh đi. Cậu anh, nhanh lên, nhanh đi. Mẫu, ngày hôm nay á là ngày lành tháng tốt, con mang sính lễ qua đây xin phép được rước dâu về. Thưa Nhạc Mẫu, đây là song thân của con, tuy là ở rất là xa xôi nhưng cũng đã sắp xếp tới đây cho đúng lễ ạ. Thật là quý quá, con rể của mẹ thiệt là chu đáo. Nhạc Mẫu quá lời, đó là bổn phận của con mà. Cho con hỏi nương tử của con đâu ạ? Chính vì con chu đáo như vậy cho nên mẹ không thể nào thiếu chu toàn được. Dạ. Lan à, ra đây con. Cậu ơi, hai người còn sống. Cậu, hai người. Cậu. Bây giờ đã đầy đủ ba mặt một lời, ta cũng có món quà thích đáng để tặng cho nhà trai đây. Máu chó. Cậu.
không thể như vậy được. Cậu... không thể như vậy được. Cậu ơi, qua phép biến tất cả mọi người thành chuột nhắt đi cậu. Người mau lau chùi hết những cái thứ dơ bẩn trên người ta coi. Dạ, lẹ dạ. lên. Các người phải chịu đời tôi. Tà ma thất nhân ác đức, dám đem con gái ta ra mà luyện phép. Đi cậu, đi cậu. Mày hết. Cậu. Ba cô gái này may mắn là trốn thoát, còn ngươi đó là giết bao nhiêu cô gái khác. Bây giờ ngươi biết tội chưa? Giải chung đi. Buông ta ra, ta phân liệt kim đơn. Buông ta ra. Cậu ơi, cứu con cậu ơi. Cứu con cậu. Đừng tự cứu ta. Ta phân liệt lên đơn. Cứu con cậu. Tôi đã cho lính qua nhà mà mai mối bức nhân kia đối chấp kết tội. Hai cô may mắn đó, giờ trí thông minh của cô Lan đây là vậy cô.